Hello, Lisa kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ sáu, một tây tháng 9 năm 2017. Chương trình khai dân trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một ca khúc, đó là Chiến sĩ vô danh của quân lực Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Xin tái ngộ cùng quý vị nha. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay Lisa muốn đưa cho mọi người, đó là bản tin mà ngân hàng đã bị cướp ở tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Chị Lisa ơi, vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng chị ạ.
Ngân hàng nằm cách công viên 20m, nằm trên đường Trần Phú, thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Chi nhánh ngân hàng HD Bank này vừa bị hai người chiến sĩ đi xe Suri không biển số, trên tay cầm một vật nghi là bom tự chế và dùng búa tạ để đập vỡ kính, xông vào cướp tiền và tàu thoát nhanh chóng. Thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết thì những chiến sĩ này khoác áo, đội nón bảo hiểm, xe không biển số, khi chạy xe đã làm rất là nhiều tiền ở trước ngân hàng. Hiện lực lượng chó đẻ công an và lực lượng súc vật quân đội nghi ngờ đối tượng sử dụng bom tự chế hoặc là lựu đạn, đang phong tỏa hiện trường và truy bắt đối tượng. Sẽ cập nhật tiếp những tin tức sau. Và một số người cho biết được rằng số tiền lớn cướp được trên quốc lộ 1 thuộc xã Xuân Tâm, Xuân Lộc theo hướng chạy tàu thoát. Có cơ hội cho những cái thằng ở trong ngân hàng của tụi bay, vấn đề là khai khống được rồi đó. Tụi bay khai là nó cướp đi khoảng chừng 5 tỷ cho tao. Cái phe mà vấn đề là cái bằng ở Đồng Nai là phe miền Nam phải không? Nam Cộng. Đó. Đấy nè. Nó để lại vấn đề là nó nghi là bom nè. Thằng Đảng Cộng sản nó sợ chết. Rồi sống người dân càng khổ quá thì người ta sẽ bắt đầu là kêu bằng là cướp sạch thôi. Lựa những cái nhà mà của vấn đề là kêu bằng là những cái kẻ nào được. Chị ơi là chị nhìn xa xa như là một con chó vàng chị ơi. Con chó vàng cảnh sát giao thông gặm bánh mì đã bị thất bại. Những người ở Việt Nam bây giờ nghe theo chị đã dùng chính sách ba sạch, đã giết sạch, đã tông chết một con chó vàng. À, tốt. Sao em không cho chị biết là ở đâu? Mai mốt gửi cho chị biết là ở đâu nha. Nếu không biết tên nó thì cho chị biết là ở đâu. Để mà chị biết. Đời sống của người dân Việt Nam càng ngày càng thê thảm. Mà thằng Đảng Cộng sản thì nó cố tình nó giấu người dân Việt Nam. Cho nên những người nào mà chức sắc ở trong tôn giáo, mà những người nào mà nói lên những cái hiện tình của đất nước sự thật, thì nó bắt đầu là nó tìm cách nó ngăn đe. Cho nên những người mà trong đạo Phật giáo hòa hảo thuần tí, cũng như là bên Phật giáo cũng có những sư ni đã nghe Lisa và đã tâm sự với Lisa là họ cố tình họ sẽ muốn nói lót những cái tình hình cho dân tộc Việt Nam nghe. Nhưng mà coi chừng cẩn thận, nó trà trộn, nó gài những cái thành phần khốn nạn súc vật vào để mà nó làm khó làm dễ nha. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngày hôm nay có rất là nhiều những cái tin tức quân sự mà thằng Tàu Cộng, của thằng Tàu Cộng rất là căng, và tin đấu đá chính trị ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản hôm nay vô cùng khốc liệt, để hăm dọa thằng Đảng Cộng sản và ngăn chặn việc khai thác mỏ khí đốt cá voi xanh, thì thằng Tàu Cộng đã tổ chức tập trận bắn đạn thật cực kỳ nguy mô ở trên bộ và trên biển gần sát với biên giới của Việt Nam, và chỉ cách bờ biển Đà Nẵng có 70 hải lý mà thôi. Đây là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng mà thằng Tổng lũ thì bây giờ im thinh. Tất cả quân đội ngục không dám lên tiếng. Toàn dân Việt Nam cũng không biết một cái gì. Tàu Cộng vẫn coi như là không có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn xâm phạm vào lãnh hải của Việt Nam. Các bạn thấy có khốn nạn hay không? Dưới cái sự cai trị của thằng Đảng Cộng sản bây giờ, thằng Tàu Cộng nó coi cái đất nước Việt Nam giống như là chỗ không người. Nó tập trận càng hăng máu hơn. Cuộc tập trận này diễn ra đã từ ngày 28 tây tháng 8 mà dân Việt Nam không ai biết hết. Nó kéo dài cho tới ngày 5 tây tháng 9. Nội dung của cái cuộc diễn tập này là nó phải phản công nhanh trước tình huống của vấn đề là phản ứng của Việt Nam. Tức là một khi quân đội mà bắt đầu chuẩn bị biết được cái âm mưu nó diệt chủng dân Việt Nam mà nổi lên là nó phải làm cho nhanh, là phải tiêu diệt sạch sẽ. Cho nên thằng Tàu Cộng nó tập dượt, nó bắn đạn thật, nó xâm phạm lãnh thổ Việt Nam với tình huống giả định là lực lượng thù địch đi vào hải phận của vấn đề là kêu bằng là Việt Nam để mà khai thác dầu, hoặc là lực lượng thù địch tức là Mỹ đó
Nhưng đây là ExxonMobil mà đi vào cái vùng Hải Phận, mà bây giờ thằng Tàu nó cho đây là Hải Phận của nó, mà khai thác dầu ở tại mỏ cá voi xanh đó. Thì lực lượng này nó tham gia gồm có 20 tàu chiến, 4 tàu ngầm và 30 máy bay chiến đấu của tàu cộng. Đây là lần tập trận hải quân lớn nhất và nhiều vũ khí nhất kể từ khi thằng Tập Cận Bình đắc cử. Mục đích đã cho chúng ta thấy rất là rõ ràng là để đe dọa thằng Đảng Cộng sản Việt Nam, ép thằng Đảng Cộng sản Việt Nam phải ngừng khai thác khí đốt từ mỏ cá voi xanh, giống y như là ở tại bãi Tư Chính. Đuổi tập đoàn Tây Ban Nha đi về, thì bây giờ Mỹ nó đã đi vào, thì nó sợ rằng sẽ có một cuộc chiến tranh lớn nổ ra ở tại Biển Đông. Vừa rồi cái đài phát thanh cũng như là con vẹm cái, con hằng cũng đã vấn đề là hoan nghênh là Mỹ đã có mặt ở tại Biển Đông để kiềm chế thằng Tàu Cộng. Cho nên thằng Tàu Cộng nó sẽ dùng cái chiến thuật này để nó gây áp lực, giống như là lần trước mà cướp vấn đề là mỏ dầu cá Rồng Đỏ vào ngày 23 tháng 7, 2017. Nhưng lần này thì Tàu Cộng có sử dụng vũ khí và các loại đạn pháo, bom, quả tiễn đều là đồ thật hết, chứ không còn là đồ giả nữa. Và những cái sơ đồ mà để mà nó tấn công vào cái mỏ dầu cá voi xanh, tao cho tụi bay xem. Đây là những cái mà vấn đề là kêu bằng là trận địa, mà vấn đề là tập trận của thằng Tàu Cộng. Những thằng trong quân đội của tụi bay nhìn cho rõ đi. Đây là những cuộc mà tập trận mà rầm rộ từ ngày 28 tới giờ. Mà người dân Việt Nam thì đâu có ai nhìn biết được. Không ai nhận được tin tức cả. Đấy. Đẹp ghê không? Thằng Tàu Cộng nó tập trận, nó bắn đạn thật khối, nó đi xa ghê không? Mẹ thằng Đảng Đĩ Cộng sản Việt Nam, tao nói rung rinh hết trơn. Đó. Đi theo nó nữa đi. Những máy bay mà Su-35, vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra, bắt đầu nó rần rần. Nó tập trận ở Biển Đông. Như vậy đó. Để tập trận với đạn thật thì Tàu Cộng đang vận chuyển vũ khí ra chiến trường bằng máy bay vận tải Y-8. Các loại đạn dược, bom mìn, quả tiễn sẽ đang được Tàu Cộng gấp rút chuyển lên máy bay vận tải để đưa ra Biển Đông. Máy bay vận tải Y-8 này của thằng Tàu Cộng có thể chở tới 66 tấn vũ khí và hàng hóa, cho nên đủ sức tiếp viện cho hạm đội có tên là Hải Nam chỉ trong vòng một buổi sáng mà thôi. Tình hình lúc này rất là cực kỳ căng thẳng, bởi vì Tàu Cộng đã đem vũ khí tới sát bờ biển của Đà Nẵng, chỉ có cách Đà Nẵng 70 hải lý, tức là 100 km mà thôi. Như vậy thì Tàu Cộng có thể tấn công bất ngờ vào ngày lễ 2 tháng 9 cũng không chừng. Đây là những cái mà vấn đề là vũ khí mà ở trên bờ bắt đầu nó chuẩn bị nó đưa xuống. Các bạn thấy. Thằng Đảng Cộng sản Việt Nam là xong rồi đó. Tụi bay ngồi đó tụi bay chửi đi. Có phải chửi Mỹ đi. Ngoài tập trận trên biển thì thằng Tàu Cộng còn tập trận bắn đạn thật ở trên bộ. Vị trí tập trận ở trên bộ là sát biên giới Lạng Sơn và ở Quảng Ninh. Từ tối ngày 28 tháng 8 thì Tàu Cộng đã đưa tới 5 sư đoàn áp sát biên giới Việt Nam. Rồi tới sáng ngày 29 tháng 8 2017 thì Tàu Cộng đã bắt đầu cho tập trận bắn đạn thật song song với đợt diễn tập ở ngoài bờ biển Đà Nẵng. Lần này Tàu Cộng sử dụng đủ loại vũ khí ở trên bộ, bao gồm 300 xe tăng và xe thiết giáp, 1.000 khẩu pháo, có thêm máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu tham gia để mà tập trận. Mục đích của Tàu Cộng là đe dọa và đập đầu thằng Đảng Cộng sản Việt Cộng, ép thằng Đảng Cộng sản phải làm theo lời của Tàu Cộng, ép thằng Đảng Cộng sản phải ngừng khai thác dầu khí ở tại mỏ cá voi xanh. Hiện tại thì Tàu Cộng đang bắn pháo dọc biên giới của Việt Nam. Máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu của Tàu Cộng liên tục đã bay qua và bay lại biên giới Việt Nam
như chỗ không ngừng. Các đơn vị xe tăng và xe thiết giáp chỉ cách biên giới Việt Nam có 5 km mà thôi. Lực lượng lần này chủ yếu là của quân khu Quảng Tây, còn quân khu Vân Nam vẫn chưa có ra tay, cho nên ở trên đất liền giáp biên giới với Lạng Sơn thì những cái đoàn xe tăng và những cái pháo nó đã đem đến như vậy, các bạn thấy rõ ràng. Để mà cái lũ con cháu của thằng già hồ đó, con cháu của thằng già hồ đó đấy, trời ơi, noi gương ông cha ta, cho nên chúng ta đâu có gì phải sợ. Ừ, ngồi nó rung đùi đi. Trong khi Tàu Cẩm ào ạt đưa vũ khí ra Biển Đông và bắn đạn thật ở các bờ biển Đà Nẵng 70 hải lý, thì thằng Đảng Cộng sản chỉ dám la làng phản đối để cho có lệ. Đại diện của Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản là con ngựa Lê Thị Thu Hằng đã phải tuyên bố là Đảng Cộng sản phản đối Tàu Cộng tập trận ở Biển Đông và yêu cầu Tàu Cộng chấm dứt tập trận, chứ không dám tuyên bố là Tàu Cộng đã xâm phạm vào vùng biển lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Còn quân đội của thằng chó đẻ Đảng Cộng sản thì bây giờ trốn chui trốn nhủi ở trên bờ, không dám ra nghênh chiến, không dám léo hánh ra để bảo vệ lãnh hải Biển Đông của Việt Nam, và để mặc cho thằng Tàu Cộng tha hồ tập trận bắn đạn thật rang giang vang dội rầm rộ ở ngoài Biển Đông. Thật là nhục nhã vô cùng. Mà các bạn biết đó là lãnh hải của Việt Nam đó. Đó là lãnh hải của Việt Nam đó. Cho nên tất cả những cái vũ khí mới mua thì thằng Đảng Cộng sản đều để trong kho và không dám đem ra để sàn. Chưa có quân đội nào mà nó hèn hạ, mà nó gian manh như là cái quân đội của Đảng Cộng sản ngày hôm nay. Không dám chống Tàu Cộng, nhưng mà lúc nào thì cũng đòi tăng thuế của dân tộc Việt Nam để mà rút tiền của người dân Việt Nam để mà đòi mua vũ khí để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng mà rốt cuộc mua vũ khí thì chỉ để đó cho lấy lệ, chứ không bao giờ nó dám đánh đấm gì cả. Khốn nạn như vậy. Sau khi mà nhận được tin Tàu Cộng tập trận thì Đảng Cộng sản hết sức là hoảng sợ, rung như cày sấy. Thằng chó đẻ Phúc Hối ngay lập tức đã tổ chức hội nghị phòng thủ ở khu vực với các tướng tá ở trong Bộ Quốc phòng để trấn an phía quân đội và tạo lập phòng tuyến ở trên các điểm nóng quân sự. Thằng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu quân đội phải lập ngay 4 tuyến phòng thủ trải dài từ biên giới phía Bắc cho tới bờ biển Nam Trung Bộ. Cụ thể thì quân khu 1 và quân khu 2 sẽ tạo phòng tuyến số 1 ở biên giới phía Bắc, còn quân khu 3 và quân khu 4 sẽ tạo vòng tuyến thứ 2 ở Vịnh Bắc Bộ và Duyên Hải miền Bắc, từ Quảng Ninh xuống tới Hà Tĩnh. Quân khu 5 sẽ dồn quân ra Đà Nẵng để lập phòng tuyến thứ 3 nhằm bảo vệ Duyên Hải của miền Trung. Và đồng thời quân khu 5 và quân khu 7 cũng đưa một lực lượng dự phòng vào Quảng Nam, Nha Trang, Bình Thuận để lập phòng tuyến dự phòng số 4, để đề phòng Tàu Cộng bất ngờ đổ bộ vào Nam Trung Bộ rồi đánh ngược lên Đà Nẵng để mà chia đôi Việt Nam. Tình hình lúc này hết sức là căng thẳng, có thể bùng nổ chiến tranh vào ngày lễ 2 tháng 9 để đánh phủ đầu thằng Đảng Cộng sản, khốn nạn Việt Cộng. Những cái mà do thằng chó đẻ Phúc Hối đưa ra, Tàu Cộng tình báo qua Nam đã nắm trong lòng bàn tay. Lisa biết được thì tình báo qua Nam làm sao không biết được. Cho nên tụi bay cứ diệt tụi bay, chuẩn bị tụi bay phòng thủ đi, để mà nó qua nó giết tàn sát không còn. Thằng Đảng Cộng sản thì bây giờ nó không dám làm, nó không dám công bố, nó sợ con dân Việt Nam đi vào bộ đội sẽ bị hoang mang, cho nên nó không dám lên trên tiếng, nó không dám mở miệng ra. Nhưng mà các bạn biết sự thật, mà khi mà đối đầu với thằng Tàu Cộng
thì sẽ chết như rạ. Nhưng mà thằng Đảng Cộng sản hồi nào tới giờ là nó như vậy. Giống như là cái trận Khe Xanh Hạ Lào, nó chết ta nó hả như là kiếm. Nhưng mà rốt cuộc nó làm những cái bài nhạc để mà nó ủng hộ tinh thần. Sau khi nó cướp được miền Nam Việt Nam, nó mới nói thú thật rằng là lúc đó bị chết quá nhiều đi, không thể nào lấy được Khe Xanh, Đông Hà, cho nên phải làm một bài nhạc để mà thúc quân, để mà vấn đề là kêu bằng là làm cho những người trong quân đội không biết là đi ra đó là sẽ bị bom đạn để mà bắn chết, của Hoa Kỳ, của Việt Nam Cộng Hòa bắn cho chết. Cho nên cứ việc là kia 1 2 3 4 5 6 7 tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia nó bị bắt trên rừng bộ đội giải phóng ơi, các anh đánh ai rốt cuộc là chết như rạ. Làm gì mà có 5-6 ngàn thằng, làm gì mà có bị bắt, làm gì mà bị chết. Đó, thằng mà trước đây là sáng tác cái bài nhạc tiếng đàn tao lưu, thằng quy tập đó, thằng Thục đó, nó nói đó, khốn nạn như vậy đó. Cho nên những người nào mà có con em của mình mà đã đi vào trong quân đội rồi, hãy chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị bắt đầu bị nó lừa tiếp để mà đem những cái xác về để làm gia đình liệt sĩ nữa đi. Sau khi đã điều động các quân khu lập 4 tuyến phòng thủ thì thằng Phúc Hối vẫn chưa thấy an tâm, cho nên hắn bèn ra lệnh cho quân khu 4 đã diễn tập bắn đạn thật để trấn an toàn dân dư luận và các tướng tá ở trong quân đội. Bộ Tư lệnh quân khu 4 đã ra lệnh cho sư đoàn 968 đã tổ chức bắn đạn thật để lên tinh thần và đề phòng thằng Tào Cộng tấn công vào Thanh Hóa, vào Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau đó để xin thằng Hồ Chó Minh phù hộ độ trì thì cả 4 tư lệnh quân khu 4 đã kéo nhau đi vào xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để mà thăm viếng khu di tích của thằng khốn nạn súc vật Hồ Chí Minh. Ngay cả quân đội mà còn sợ tới té đái ở trong quần, cho nên phải đi thắp nhang để mà quỳ lại cầu hồn của thằng khốn nạn súc vật Hồ Chí Minh để được phù hộ cho lần này. Thì đừng nói chi đến vấn đề là kêu bằng đó là những người dân ở tại khu vực này. Cho nên thằng Tào Cộng nó sẽ đập rồi chiến này, tao sẽ cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Thấy ở trong quân đội hoang mang, thấy Lisa đưa tin tức chuẩn xác quá, cho nên bây giờ là tập bắn đạn thật. Các bạn coi những cuộc tập trận của tụi nó. Trời ơi, những hình ảnh này tao còn có nữa, thì huống hồ chi tình báo Hoa Nam nó không có. Những cái cuộc mà tụi bay bắn đạn thật ở tại quân khu 4 mà những đây là tao còn nắm ở trong bàn tay, tao còn có được như vậy, thì tụi bay nghĩ thằng Tào Cộng nó có không? Nó nói cái lũ đầu bò, ốc chó, não lượng tụi bay là như vậy đó. Tụi bay khốn nạn như vậy đó. Ngay cả những cái bản mặt mà vấn đề là đần độn của tụi bay mà tao còn nhìn thấy được hết trơn. Tụi bay nghĩ thằng Tàu nó không biết tụi bay bắn đạn thật sao? Không biết tụi bay vấn đề là tập vợt sao? Khốn nạn. Các bộ tư lệnh quân khu 4 đã bắn đạn thật xong rồi thì nó đi vào xã Kim Liên để mà nó thắp nhang, để mà nó quỳ lại thằng khốn nạn Hồ Chí Minh. Trời ơi, tôi bay vô thần mà cũng mà đặt đốt nhang làm đéo gì. Đẹp ghê không? Bây giờ bắt đầu là vô đốt nhang ở trong xã Kim Liên, huyện Nam Đàn để mà cầu thằng hồn, cầu thằng khốn nạn Hồ Chí Minh về để mà độ trì cho thằng Tàu nó đừng có qua nó đập. Mẹ thằng Tàu Cộng nó biết rõ thằng Hồ Chí Minh là thằng thiếu tá Hồ Quang mà. Đồ ngu dốt, đồ súc vật. Nó cái lũ tụi bay là ngu như vậy đó. Cho nên toàn dân Việt Nam hãy chuẩn bị tinh thần nha. Ở ngoài biển Đông thì nó tập trận bắn đạn thật. Ở gần biên giới Lạng Sơn thì nó kéo xe tăng sư đoàn qua dày đặc ở tại Lạng Sơn. Còn ở trong đất nước Việt Nam bây giờ thì như thế nào? Thì ngày hôm nay lại thêm hơn 399 công nhân đã bị ngộ độc thực phẩm ở tại Bình Dương. Cho nên Lisa không biết nói làm sao với dân tộc Việt Nam của mình. Người ta giết mình như vậy mà cũng phải chui đầu vào để làm, để mà ăn trúng đồ độc mà Lisa đã lên gần bao nhiêu chương trình rồi.
mà người dân Việt Nam mình vẫn không nghe. Đâu có trách được dân Việt Nam. Theo như các công nhân kể lại thì sau bữa ăn trưa từ 13 giờ 30 phút đến 19 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lostar. Thì công ty Lostar này ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã có tổng cộng có 399 công nhân của công ty Lostar này đã chợt nhiên bị đau bụng, chóng mặt và đau đầu và nôn mửa. Phải đưa đến bệnh viện và các phòng khám lân cận để khám và theo dõi. Được biết công ty này là của thằng Tào Cộng 100% và thằng giám đốc tên là thằng Trang Mu Chong. Công nhân ở trong cái hãng này 100% Tào Cộng này, Tào Cộng ở Hồng Quy, ở Thanh Hóa đã đình công. Đó là cái bản tin thứ hai. Chị Lisa ơi, người ta đã nghe lời chị, cho nên công nhân hãng 100% Tàu Cộng ở Hồng Quy, ở tại Thanh Hóa đã đình công vì bị cướp tiền lương. Khoảng 12 giờ trưa ngày 31 tháng 8, sau khi ăn cơm trưa xong, hàng trăm công nhân đã tập trung phía trước cổng công ty cổ phần đầu tư Hồng Quy công ty để mà đình công đòi quyền lợi. Do cổng công ty nằm ven quốc lộ 47, nên thời điểm công nhân tụ tập đông và tràn cả ra lòng đường khiến giao thông đã ách tắc cục bộ. Các công nhân phản ánh họ bị phía công ty ép tăng sản lượng và làm thêm giờ nhưng không chịu thanh toán tiền lương và tăng thêm. Một số chế độ khác chưa thỏa đáng. Được biết công ty này là của thằng Tào Cộng và thằng giám đốc tên là thằng Sen Chun Hồn. Tại sao mà công nhân đông như vậy mà không đốt mẹ nó đi? Sao không đốt đi? Trời ơi là trời, cô Lisa ơi, cô Lisa. Thật là khốn nạn vô cùng cô Lisa ơi. Từ tháng 9 này, nhiều chính sách của thằng đảng bị khốn nạn lắm cô ơi. Đặc biệt là khi dắt chó ra nơi công cộng mà không rõ mõm lại, tức là cột mõm lại thì sẽ bị phạt 600 ngàn cho tới 800 ngàn đồng đó cô. Theo khoa học, chó không có tuyến mồ hôi ở trên da để tỏ nhiệt của cơ thể như con người, cho nên tuyến mồ hôi của chó là nằm ở lưỡi, mà khi nóng thì nó thè lưỡi ra để mà tỏ nhiệt. Bây giờ tới một con chó mà đảng đỉ cũng còn bòn rút, nói chi là con người dân cô ơi, khốn nạn vô cùng cô ạ. Ai ai cũng kêu trời hết cô ơi. Ở trong đảng đỉ là nó làm như văn minh vậy đó. Trời ơi, đi ra đường mà đặt rộ một chó được. Làm như đất nước văn minh lắm. Cất đái thì tràn lan. Chó thì nó đem về nó nuôi rồi, cái bắt đầu mẹ nó ra giống đứa con bẹt rê mà nó cho gặp đủ thứ người trong nhà chứ. Bởi cho nên con bẹt rê mà nó gặp đông người quá, cho nên bây giờ người lạ vô cũng như người quen, cho nó không sủa, không cắn mẹ chứ. Rồi cái chê chó ngu cái cho người ta hoặc là bỏ cho đói, cho ăn vậy, để cho mày chạy đi đâu để mày chạy kệ mẹ mày. Còn mấy con chó cỏ mà ở trong hẻm đồ kia, mới lần tần chạy ra ngoài đường thì cái bản năng con chó nó thấy có người lạ chạy xe, nó chạy lên nó nhìn, nó vừa chạy ra cầm cây điện nó bắn cái chạch, chó lăn quay qua nó ẩm lên trên xe, nó chạy đi lại quán cày tơ, nó làm thịt, nó ăn mẹ nó bán mẹ nó chứ. Mà đặt bây giờ giả bộ kiếm chuyện, bắt đầu là đi ra đường phải rọ mỏ chó đồ kia, làm chuyện rùi bu. Con chó mà sống trong cái xã hội chủ nghĩa nó cũng khốn nè. Cũng khốn nạn. Chị ơi chị, trời ơi là trời, khốn nạn quá chị. Tới bây giờ nó cũng nói luôn đó nè chị. Nó đấu tốt con à. Thưa quý vị, dư luận những ngày qua vô cùng bức xúc về vụ nhập thuốc chữa ung thư giả của VN Pharma. Dù cho tới thời điểm này, người đứng đầu ngành y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã phủ nhận hoàn toàn các thông tin liên quan đến việc bà ưu ái hay nhận hoa hồng, mà cụ thể là căn nhà 60 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh từ phía đại diện VN Pharma. Nhưng trách nhiệm của bà trong việc để một doanh nghiệp dược nhỏ, theo cách nói của bà, làm loạn trên thị trường dược phẩm suốt nhiều năm qua là điều đáng phải lên án. Nhiều chuyên gia... Căn nhà 60 tỷ của nó là bởi vì do nó nuôi lợn.
Người dân người ta nuôi gần cả bầy vậy đó, lợn nó đã bán ra không có được, người ta nghèo muốn đi đường muốn bán nhà luôn. Còn mặt cặp công an cộng sản đó thì bắt đầu là nhà nó 60 tỷ là chỉ do nó chăn nuôi thôi. Có nhiều thằng nó lên nó nói nuôi có hai con gà, mà con gà nó đẻ trứng vàng hay sao mà có căn nhà 60 tỷ. Còn con kim tím này thì nó nuôi con lợn, không biết con lợn nó đẻ ra loại gì mà cho nên nó xây được căn nhà 60 tỷ như vậy đó. Khốn nạn như vậy đó. Cho nên nói tới thì thôi khỏi nói rồi. Các bạn suy nghĩ đi. Trời ơi là trời. Tại sao mà những thằng khốn nạn lãnh đạo cai trị người dân ở Việt Nam nó bệnh nó phải chạy đi qua Singapore, nó chạy qua bên vấn đề là kêu bằng Indonesia, nó chạy qua bên Pháp, nó đi qua bên Mỹ này nó trị bệnh. Bởi vì nó biết quá rõ ở tại cái ngành y tế ở tại Việt Nam. Cho nên chỉ có những người dân ngu cu đen ở tại Việt Nam mới là bỏ tiền bạc ra, bởi vì nó đánh tâm lý là bởi vì con của mình, dòng họ của mình, cho nên bệnh thì còn nước còn tát, bán nhà cũng phải trị cho tới giây phút cuối cùng. Cho nên bị bệnh rồi nó tát tận lương tâm, nó vô nó cho uống thuốc độc như vậy hoặc là nó cho uống thuốc giả như vậy để mà nằm thở thâm thớp như vậy mỗi một ngày mà không có ai nằm ở trong bệnh viện thì nó đâu có tiền để mà nó trả cho y bác sĩ. Cho nên ở Việt Nam mà người nào mà bị bệnh cái rồi bắt đầu là vô cái bắt đầu là mau mau, trời mày mà mau mau đi ra đi con ơi. Trời ơi, hello, mày đâu vậy? Dạ con đang đi nè, con đang chở ghế con. Trời ơi, giờ này mà ghế cái gì nữa? Trời ơi là trời, ba của mày ông nằm trong bệnh viện nè. Nói vậy cho nên thì có má trong tổng má tâm nuôi ổng rồi, cho nên kêu con vô làm gì? Trời ơi là trời, mày đi về mày cầm cái iPhone mày quay để mà tao chuyển qua bên nước ngoài để cho dì của mày, để cho anh hai của mày, để cho chị của mày lấy chồng Việt Kiều. Nó nhìn nó thấy là mình lo tận tình cho ba, để mà vấn đề là kêu bằng nó gửi tiền về con trai. Nó dạ dạ con về liền. Trời ơi về lẻ đi mẹ bà mày. Trời ơi là trời, tối ngày cứ ghệ ghệ gặp gặp hoài à. Cái bắt đầu up phone cái thằng nhỏ mẹ nó ra xì tin dâu mà nó mới sanh năm 90, 95, 96 về tao nói mặt mày, tao nói tóc xanh tóc đỏ tóc vàng đồ kia, tao nói đẹp dữ lắm. Bắt đầu là đi về cái cầm cái iPhone vô trong bệnh viện, cái bắt đầu quay, cái bắt đầu là nó bắt đầu á, bắt đầu bà má nó làm người, bắt đầu là kêu bằng là chủ tàu đó. Con gái nhìn coi mẹ cũng là hết lo cho ba đó, ba đang nằm nè, phòng này là phòng VIP đó. Mỗi một ngày đó là tiền thuốc đó là 3 triệu. Thuốc là vấn đề là kêu bằng là từ ở bên Mỹ, bên Pháp nhập về đó, cho ổng uống vậy đó. Con quay thắt xác vô đi con nè, quay cái chỗ mà vấn đề vô nước biển nè con. Đây là nước biển mà nhập của Nhật đó, nhưng mà thiệt ra chắc nó lấy nước cầu tiêu nó thọt vô cũng đâu biết gì đâu, tao nói Việt Nam mà đó. Rồi cái quay như vậy là cái bắt đầu con gái bên đây tao nói khóc sụt sùi được kia, bắt đầu là nghe nói mấy người bạn của Lisa kể lại đang làm neo cũng mau mau chạy mẹ nó đóng cửa tiệm để đi về lần cuối cùng gặp mặt ba đó. Cho nên bắt đầu là về cái qua đây nó còn kể nữa chứ. Trời ơi em hên lắm chị Lisa. Tôi nói hên sao vậy? Trời ơi, em vừa về là ba em tắt thở liền, tức là ổng còn giống như là ổng linh lắm, ổng đợi em về hay sao vậy đó. Tôi nói trời ơi sao mà có tiền không cho ổng đi qua Singapore, đi ở Việt Nam. Không, ở Việt Nam nó cũng ok lắm chị ơi. Trời ơi, bệnh viện Việt Đức nè, bệnh viện Việt Pháp nè, bệnh viện tùm lum ở trong toàn là nước ngoài không à. Tôi nói trời đất quỷ thần thiên địa ơi là trời. Tao nói khốn nạn như vậy đó. Rồi về cái đồ chôn cất cho xong xuôi rồi, thiêu mẹ nó trơn rồi, rồi cái bắt đầu chạy qua bên đây cài nữa. Làm tao nói hả, đổ mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi con. Lâu lâu cái nhận được cái tin, trời ơi sao mà tôi khổ quá, hết ba tôi chết, giờ tới em tôi bị bệnh ung thư nữa rồi, trời ơi là trời. Khóc lóc lên. Rồi cái đã đời đó, cái trời, cái số của tôi sao mà ẩm yêu quá, bây giờ hết em của tôi, bây giờ tới cháu của tôi. Trời, thằng cháu này tuyệt cưng nó lắm, nó mới có 7 tuổi, giờ tự nhiên đầu nó độc lắm, không còn cộng nào hết trơn. Đi ra đường ta kêu là đi cô chả tóc bên bờ suối không, bởi vì ăn đồ của thằng Tàu cộng mà chết chứ không có mẹ gì. Các bạn suy nghĩ đi. Chị Lisa ơi, chị Lisa, bây giờ người dân người ta không còn sợ chế độ cộng sản, cho nên những thằng mà nó đi theo nghề công an không biết làm sao mà nó xin nghỉ việc quá trời rồi kìa chị ơi. Chắc nó nghe chị nói nó thấp nó sợ đó chị. Mẹ gì
mẹ nó ra chẳng qua là không có tiền trả cho nó thôi. Các em nghĩ đi, vô làm công an nó đài đi chỗ này, nó đài đi chỗ kia, chút xíu là người dân người ta nổi điên lên, người ta cầm rửa, người ta chém mẹ nó ra lỗ máu đầu chết rồi. Mà rốt cuộc là lương lãnh có bao nhiêu triệu đâu. Bây giờ thằng Trọng Lú bắt đầu là kêu bằng là nó thanh trừng, bắt đầu là kêu bằng là nó giả bộ, nó đem lên chấp tham nhũng, thì đâu có ăn được mẹ gì nữa. Không nghĩ mới uổng à. Ngày xưa đó là bởi vì nó làm thinh, nó giả bộ như nó bị mù, nó không biết, nó để cho mấy thằng này tha hồ hễ vô công an cái lương đó là để cho con đi ăn kẹo bánh thôi, chủ yếu là để ăn tham nhũng hối lộ. Mày lên mà mày muốn xin giấy tờ gì là mày phải có phong bì, tao lấy cái tiền đó để mà tao làm giàu, tao xây nhà lầu. Còn cái tiền lương mà một tháng có 1 triệu hoặc là 2 triệu đó là không đủ tiền cho con tao ăn kẹo nữa, cho nên tao mới đi vô tao làm. Cho nên tao vào ngân hàng, tao vào công an, tao vào tao làm những cái cơ quan mà của đảng đĩ, là hễ có chức là có quyền, mà có quyền là có tiền, có phong bì thôi, thủ tục đầu tiên. Còn bây giờ thằng Trọng Lú nó gắt gao như vậy, cho nên bây giờ nó nộp đơn, nó xin nghỉ. Tại vì giờ tiền đâu trả cho nó. Bây giờ bắt nó làm mà tiền thì đồng tiền trả đồng mồ hôi. Đồng tiền mà vấn đề là kêu bằng nó là chết đói như vậy, mà không cho nó ăn tham nhũng nữa. Mà bây giờ nó xây nhà lầu cũng tìm cách tịch thu nhà lầu, thì chó mà làm cho cái đảng đi. Bằng như nghĩ đi. Trời ơi chị ơi, loạn lắm chị. Ở trong nước bây giờ hầu như là những ông cựu chiến binh cũng đang nghiến răng trèo trẹo, bởi vì tiền 3 tháng không đưa rồi. Rồi bây giờ người dân cả làng bắt đầu dậy sóng, gõ trống, gõ chiêng để mà hiệu triệu toàn dân chống đảng đĩ kìa chị ơi. Là chị, trời ơi, tôi nói vui như là ngày chảy hội luôn chị ơi. Ừ đó, nó như vậy đó. Chị mừng lắm, trời ơi gì chứ. Mà mấy cái vụ này chị mừng để cho người dân Việt Nam người ta nhìn, người ta thấy cái đó. Làm vậy đi, cứ việc tiếp tục mà đóng trách giống trống khua chiên làng xã đồ kia, cứ việc la làng lên như vậy đó cho chị đi, chị thích vô cùng. Phải vậy đó, kệ nó, cho nó giống thấm khua chiên lên đi. Trong cái chế độ mà nó cướp đất vậy là phải vậy. Trời ơi chị ơi, người dân bắt đầu dậy sóng nữa chị ơi. Bữa nay người dân đứng lên la làng ở trại Trạm Bót mà đi qua bên Thái Nguyên đó chị, đồng loạt mọi người đang nổi lên. Bây giờ người ta nghe lời của chị, người ta không có sợ. Để cho ông Nguyên, ông Nguyên phát biểu, ông Nguyên phát biểu đại diện cho dân và một người nữa, sao mà bây giờ ta làm việc? Kệ đó, cứ việc vui như vậy đó. Ở trong đất nước Việt Nam thì sao, nói thật với các bạn, các bạn sẽ sống không được nữa đó. Từ một cái người mà tu hành cũng sống không được, bởi vì các bạn đi ra mà mọi người nào mà đi ra mà nói về cái tình hình như thế này thì nó ghép cho cái tội là xách động, kích động người dân để mà gây xáo trộn. Anh ơi, công nhân của Hồ Chí Minh, kính thưa toàn thể công nhân của Hồ Chí Minh, tôi là Trần Văn Thắng, phó chủ tịch Ủy ban nhân phường Trúc Đê, đồng thời cũng là tổ trưởng tổ vận động. Báo cáo toàn thể công dân của phường Trúc Đê và Hồ Chí Minh nói riêng, ủy ban vui thiệt. Chị Lisa ơi, chị Lisa, em ở Đồng Tháp, nước ở đây bây giờ tắm rất là ngứa. Em nhờ chị nói lên cho mọi người dân ở đây được biết. Em cảm ơn chị rất là nhiều chị ạ. Mà thải ba cái ly and mens, ba cái chất độc ra làm gì mà em không ngứa? Làm gì mà không ngứa? Nhưng mà quan trọng nói người dân Việt Nam người ta có nghe không?
Chị Lisa ơi, thằng Lee and Mans ở Cần Thơ vẫn âm thầm nhập nguyên liệu để hoạt động đó chị. Nó giết hết hệ thống sông của miền Tây Việt Nam. Trong tương lai chị ơi, chị kêu gọi mọi người quan tâm đến nó nhiều hơn đi chị. Chị ơi, giờ nó bài đặt nhập khẩu chương trình tiểu học. Em chỉ muốn dẹp cái đảng Cộng sản thôi, chẳng muốn đảng Cộng sản nó làm thêm một cái gì cho đất nước cả. Bởi nó càng làm thì nó phá hoại. Em buồn lắm chị ơi là chị. 64 tỉnh thành mà chỉ còn có 13 tỉnh thành ở tại đồng bằng sông Cửu Long là cái vựa lúa là chuẩn bị nuôi. Những cái tỉnh mà vấn đề là ở bên ngoài 50 tỉnh kia. Mà bây giờ nó đem nhà máy Lee and Man để nó giết chết đi cái đồng bằng sông Cửu Long này rồi. Thì hãy chuẩn bị tinh thần. Hãy chuẩn bị tinh thần. Giặc giả đối khác nó sẽ tràn lan ở tại Việt Nam. Cho nên Lisa ủng hộ cho tất cả những gì ở tại Việt Nam. Cứ việc cướp được cứ cướp. Lựa nhà mấy thằng chó đẻ công an cán bộ cướp. Lựa ngân hàng nhà nước cướp. Vậy thôi. Hai, em chào chị Lisa. Có một người ở trong nước nhờ em chuyển lời giúp đến chị là thằng ăn hối lộ tham nhũng giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Nó tên là Quỳnh Tiến Mạnh. Trụ sở công an tỉnh Đồng Nai ở trên đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nó tham nhũng từ cấp dưới, hối lộ cấp trên, nó bắt xe, nó ăn chặn, xin vào làm, nó cũng ra giá từ trạm phó, trạm cảnh sát giao thông suốt con đường hối lộ lên chức giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Dân Đồng Nai ai ai cũng quát than. Nó bảo kê cho cảnh sát giao thông công an Đồng Nai độc tài, độc trị đó chị Lisa ơi. Biết nhà của nó tại sao không ba sạch cho chị. Trời ơi chị Lisa ơi là chị Lisa. Bây giờ nó hoảng sợ lắm chị. Hôm nay nó bắt đầu nó diễn tập phòng cháy chữa cháy của các công nhân thuộc công ty trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An để ngăn chặn những thế lực thù địch kích động cho các công nhân đốt phá công ty của Tàu Cộng. Cho nên nó tập diễn, nó đang vấn đề là kêu bạn là tuyên truyền, nó nói với những người công nhân là không được quyền nghe lời của chị để mà đốt hãng xưởng của Tàu. Bởi vì thằng Tàu vô thì mới có ăn. Còn nếu mà đốt phá hãng xưởng của Tàu thì chỉ có bốc cức mà ăn. Nó đang tập trận ở tại khu công nghiệp Phúc Long, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Mà mấy người tập trận như con nít vậy chị ơi. Trời ơi, thấy lửa nó không dám lại gần. Em nhìn em thấy thiệt tình mắc cười lắm chị. Ở Bến Lức nha. Cái mẹ tôi bay. Ở Bến Lức đó. Khốn nạn không? Đó, tập trận chữa cháy mà nó đứng đó, ba bốn thằng vậy đó, để cái bệnh vậy đó, chữa gì, ta không thấy lửa ở đâu trơn vậy, bộ lửa mất mẹ trơn nè, chụp lửa kiểu gì vậy? Ồ, thành ra nó để cái bụi cây như vậy nè, chà chôm dây mây đồ kia nó để nhúm vậy đó, là nó tập để mà vấn đề là phòng cháy chữa cháy đó. Các bạn thấy không, đó ở trên bãi cỏ có nhúm cây đó, trời đất ơi, cây này không đủ tao nướng con cá lóc nữa, mẹ nó ra tập trận kiểu gì vậy trời? Đây nè, các bạn coi nè, khốn nạn không đó, tập trận có vài cái cây ngoan vậy đó, là tập trận chữa cháy đó. Bởi hèn chi mà tao nói hãng xưởng mà nó cháy một cái là nó thiêu rụi mẹ trơn à, trời ơi, gì tập trận vừa chữa cháy gì kỳ vậy trời. Trời quỷ thần biến mẹ ơi là trời. Rồi cái bắt đầu là chị ơi chị, sau khi mà nó tập trận nó để một cái đám mà vấn đề là dây leo với mấy cái cây khô, rồi cái người ta nói quá, cái nó đem cái thùng phi lại, bắt đầu nó lấy một cái miếng vải mùng, nó tẩm vô nửa lít xăng, bắt đầu nó cầm lên nó chuẩn bị nó thực tập nữa kìa chị. Trời đất ơi là trời, ta nói mà nó tập luyện mà phòng cháy chữa cháy cái kiểu gì vậy trời đó. Các bạn thấy miếng vải mùng bị lớn vậy đó, rồi bắt đầu là nó nhúng xăng rồi nó thảy vô trong cái thùng phi như vậy nè, rồi bắt đầu nó bật lửa lên, rồi bắt đầu nó là cái bạn nó luyện tập để mà nó phòng cháy. Cái này chắc là nó giao bộ nó làm vậy để mà nó lên nó kê khống lên là nó ăn tiền đây nè, cậy mẹ nó đi để cho nó làm đi.
Kệ nó, tụi bay phải khai ra là tụi bay mua ít nhất là 200 lít xăng. Đó. Rồi tụi bay nói rằng tụi bay mua cây cho thật là nhiều vô. Nhưng mà chết mẹ rồi, tao lỡ tao đem lên trên chương trình, tao cho tụi ngoài trung ương nó coi, nó thấy con nhóm cây bị lớn vậy tụi bay khai sao? Cho nên mẹ làm ăn chắc là tao nghi lỗ rồi. À, chị ơi chị, trời ơi là trời, có một thằng ở trong đội nó còn kêu là các anh em, các chiến sĩ phải quay video để trình cấp trên để mà xuất chi ngân sách. Trời đó, tao nói đúng lắm. Đó, cái miếng giải mùng thảy vô trong cái thùng rồi, cái bắt đầu các đồng chí đứng đó, đầu nó dập tắt được cái đống lửa là thấy hay ghê không? Trời mẹ quỷ thần tiên địa ơi, đó, thấy hay ghê không? Đó, đâu còn thấy lửa nó đâu, thấy không? Đó, trời đất ơi là trời. À, đó. Trời ơi, quái đảng lắm chị ơi là chị. Sau khi mà bắt đầu là kêu bằng là phòng cháy chữa cháy xong rồi, cái bắt đầu nguyên một bầy đứng vỗ tay, bắt đầu là nói rằng là phòng cháy chữa cháy là number one, còn bà đặt trọt vô cái tiếng number one của tiếng Mỹ nó chị ơi. Trời ơi, tao tưởng tao nó ghét Mỹ, ai nhà nó cũng chơi cái từ number one nữa hả? Đó, bắt đầu là sau khi những chiến sĩ mà thọt cái giải mùng vô thùng phi này xong rồi, rồi cái bắt đầu đứng vỗ tay lên vậy đó. Trời đất ơi là trời, tao nói thiệt tình. Vậy mà tao chửi áo truồng đeo dây nịt không chịu đâu, không có chịu đâu. Đó, trời ơi, khốn nạn vô cùng. Chị Lisa ơi, thằng chó đẻ thài, nó làm ở ngân hàng tỉnh Long An, nó làm giám khảo tuyển viên chức vào ngân hàng Agribank. Nó nhận tiền rồi mà nó không cho con người ta vào làm, hoặc là nó khốn nạn nó nhận tiền vào rồi, rồi nó cho con người ta làm có 6 tháng cái nó kiếm chuyện cho con người ta nghỉ. Trời ơi là trời, khốn nạn vậy đó. Mẹ nó ra lũ con cháu của nó đậu, học dở như cất thì nó cho vào, còn tụi em không gốc gác, tự thi không đứa nào đậu được hết chị ơi. Chị chửi chết con gái mẹ nó cho em đi chị ơi là chị. Thì nó vậy đó. Chị nghe kể lại, có người đi vô nói trời ơi, tôi có đứa con nó học ở bên tài chánh á, cho nên quen biết, giờ cho nó có cái chân nó vô nó làm ngân hàng được không? Nó nói có biết điều không? Nó nói dạ, nhiêu vậy? 2 tỷ. Trời trời, làm gì 2 tỷ đâu ra vậy trời, 2 tỷ đó gì nó làm ngân hàng, mẹ mới ra biết đâu chừng nó gom vô sao. Bà nội này đi bán nhà bán cửa, mẹ cầm đất đất thời, ông cố đạo, ông cố nội để lại cũng đi bán để mà lo đưa cho nó 2 tỷ để mà nó nhận hồ sơ, nó xét duyệt vô làm, vô ngồi trên cái ngân hàng làm như là trời, bắt đầu là ta nói cao sang lắm. À, chị có cần em giúp gì không vậy chị? Dạ, tài khoản chị số mấy ạ? Không bấm cốc được đâu, hoàng lão lâm đâu làm được năm mà chưa có gom đủ vốn 2 tỷ nữa, tự nhiên nhận được lệnh cho con tăng nghỉ, khốn nạn vậy đó. Rồi cái nhận cái đứa khác vô lấy tiếp 2 tỷ nữa là cho con ta làm giá bộ kiếm chuyện, làm cái sai sổ sách gì cái cho con ta nghỉ để mà nó lấy mẹ nó 1 tỷ, nó ăn 2 tỷ nó ăn, tức là nó cho vô làm để mà lấy vừa đủ. Có nhiều khi nó sợ con của nó sau này đẻ ra không có lỗ đích biết không, cho nên nó vô nó cho làm chừng nào mà lấy đủ cái số tiền mà lo hối lộ cho nó rồi là thôi, bắt đầu nó cho nghỉ, tức là vô làm không công, mày lấy tiền lại là mai rồi đó, trong tương lai đó. Mấy người ở Việt Nam đó chuẩn bị tinh thần đi, khỏi lấy tiền lại được luôn nữa, chứ đừng có nói nó quả cái chuyến này là xong luôn nữa. Xin được giấu tên chị ơi, đây là chùa lớn nhất ở trên đỉnh núi Bà Nà Hiêu, một khu du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng. Nơi này rất đông khách du lịch của thằng Tàu Cộng, nó đang yếm trữ ở trên Đà Nẵng. Bức tượng này có ý nghĩa gì chị? Nó đề là những này là kêu bằng là đè đầu đi nè chị ơi là chị. Đó, đó, bây giờ ở trên cái đỉnh núi trên trở đầu nó xây những cái hình. Nó đẹp ghê không? Nó. Nó. Ha. Trời ơi, người dân Đà Nẵng hiền quá. Người dân Đà Nẵng hiền quá, không chịu tâm mấy cái thằng Tàu Cộng cho rồi. Chị ơi là chị, nhiều tuyến đường kênh ở khu công nghiệp Sóc Trăng ô nhiễm nặng nghe chị. Ừ, trong tương lai chết hết, giờ em yên tâm đi. Chị ơi, trời ơi, mùa mưa ở Sài Gòn bây giờ nó ngập lên linh láng. Trời ơi, chết rồi chị ơi. Ừ, chị ơi, khởi tố bắt giam thằng phó tổng giám đốc của ngân hàng Ocean Bank chị. Ừ, để cho nó thanh trừng với nhau đi em. Để cho nó thanh trừng với nhau đi.
Bọn này vô lương tâm, nó bỏ quá chất vào để mà nước lèo hủ tiếu nó hầm cho mềm xương, ai ăn vào là bị ung thư đó chị ơi. Bây giờ gần tới Trung Thu mấy con ngựa nó bày bán bánh Trung Thu, thật ra đó là bánh dởm của thằng Tàu Cộng, nó nhồi dây thun trong bánh để mà dân ăn vào cho chết cái mẹ hết trơn đó chị ơi. Trời, nó khốn nạn dễ sợ luôn chị à. Ừ, nó vậy đó. Thì ai ở Việt Nam là ham hầm sườn được kia hoặc ăn hủ tiếu thì cứ việc ăn đi, ăn để cho vấn đề là bị chết nha. Yeah. Ăn để cho chết. Chị ơi, chị vụ án thằng Trịnh Xuân Thanh bây giờ đảng đĩ nó nói là hồ sơ liên quan không cánh mà tự động bay, cho nên không có xử được thằng này. Nó lừa con nít đó chị. Chị ơi, hỗn chiến xảy ra vào lúc 15h31 tháng 8 tại xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Một nhóm người đi trên xe taxi có 5 người thì bị một nhóm khác 10 người bịt mặt chạy lại, không biết quỷ ma gì nhập mà nó đập kiến, nó rút súng, nó bắn loạn xạ như là cảnh xã hội đen vậy đó chị ạ. Nằm viện hết chị ơi. Ở Việt Nam thì giang hồ hay lắm. Mẹ nó ra sống lẫy lừng lắm. Tưởng sao rốt cuộc cũng bị thằng đảng đĩ nó đem vô, nó nhốt trong trọng, nó đem ra, nó bắn dựa cột, nó bắn cho mẹ nó ra, vấn đề là nó tử hình. Rồi cái bắt đầu đàn em bắt đầu mau mau cho người đi lấy cốt, rồi quỳ sụt sùi được kia. Đâm đâm chém chém hay lắm mà không dám đâm mấy thằng công an vô trong tù mà chịu xếp re để mà chờ tới ngày ra tử hình. Gặp tao đó hả, mà tao là giang hồ thứ thiệt rồi, là khỏi bắt được tao. Một là tao chết, hai là tao trước khi chết tao lôi theo đầu thôi vài thằng con chó nữa, tao cho biết thế nào là lễ độ. Mà đặt nói giang hồ Việt Nam giờ chị sợ. Giang hồ gì mà ra tới giữa cột rồi đái mẹ trong quần. Giang hồ gì mà giúp này là đó mẹ còn đi làm tay sai cho lũ đảng đĩ. Chị ơi, chị hết giờ rồi chị ơi. Ừ, thôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.